Xin kính chào anh chị bà con và các bạn. Chào mừng anh chị bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Văn Nam TV. Và hôm nay thì hôm nay là Nam thì đang đứng ở một cái vườn hoa ở Cúc, ở chợ hoa của huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Và đây là một trong những cái vườn hoa được chuyển từ Đắc Hà lên đấy chị. Này thì Nam thấy một cái vườn hoa rất là đẹp và làm một cái clip để gửi đến anh chị và các bạn, và đặc biệt là Nam sẽ cập nhật cái giá hoa cúc tại chợ hoa. Hoa thì rất là vừa, chúm chím đẹp. Và cái này thì có giá từ 300, 500 và 600, nói chung nhiều giá. Và bây giờ thì Nam sẽ đi một vòng nha, quay một cái vườn hoa. Cái vườn hoa này thì chuyển từ Đắc Hà lên anh chị nhá, rất là đẹp. Nam sẽ quay cho anh chị xem cái hoa cúc từ Đắc Hà. Đắc Hà là một trong những cái cũng là một trong cái nơi mà trồng nhiều những cái cúc như này để chuyển lên các cái chợ hoa. Và mời anh chị và các bạn cùng theo chân Nam để thêm những cái chợ hoa cúc giá 300, 500, 600 ở chợ hoa Ngọc Hồi. Nó như thế nào nha? Xin mời anh chị và các bạn. Đây là những cái chậu hoa cúc có giá từ 500, 600 này chị, rất là to. Theo như chia sẻ của cô mà chủ hoa thì cô nói là năm nay thì cái thời tiết rất thuận lợi chị. Nói nhìn chung thì thời tiết rất thuận lợi nên là hoa cúc phát triển nó rất là tốt. Và trước mắt anh chị đó là những cái chậu hoa cúc thật là xinh. Thì Nam thấy một trong những cái cửa hàng, tức là một cái gian hàng, một lô bán hoa cúc thật là đẹp ở chợ hoa huyện Hồ Thịnh Kon Tum. Và đây là những cái chậu 300 này chị. Đấy, Nam nghĩ thì với cái giá này thì nên cũng bình dân thôi. Thì Tết chúng ta có một cái chậu hoa cúc như thế này chơi thì cũng rất là tuyệt, rất là đẹp. Hiện tại thì đang thời tiết buổi sáng nên là sắc hoa rất là đẹp. Nhìn trước là chúm chím, hôm nay thì 22 rồi anh chị, còn 8 ngày nữa thì nói chung những cái hoa này nó nở rất là vừa, đúng vào dịp mà là Tết chúng ta có những chậu hoa này trưng rất là đẹp ha. Và những cái chậu hoa khoảng 500-600 này thì rất có thể là 500-600 thì nó dao động ở những cái chậu mà hoa nó đều, nhìn trông cái kiểu mâm xôi hơn thì nó đẹp ha, rất là đẹp ha. Và gian hàng hoa này thì theo chia sẻ của cô chủ thì đến từ huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum anh ạ. Vâng, như lúc đầu thì Nam cũng có chia sẻ đó là Đắc Hà thì cũng một trong những cái nơi mà phát triển những cái nghề nông rất là mạnh anh chị. Ngoài cà phê, rau rồi cà phê là chủ lực, rau và hoa. Thì như anh chị thấy đó, kết quả đấy. Hoa rất là đẹp ha. Hoa cúc. Không những là cúc thì bên cạnh chỗ lưới lưới thì anh chị và các bạn có thể thấy là hoa đào á. Hoa đào thì cũng được nhà vườn chuyển từ ngoài Bắc vào. Và hoa đào thì được bảo quản như anh chị thấy rất là kỹ. Và phải làm nhà che lưới đen luôn, che để hoa đào ủ được lâu. Và cái sắc đào này nó thấm, nó phơi nắng thì nó bị bạc anh chị nhá. Hoa cúc thì rất thoải mái rồi, hoa cúc thì nó màu vàng mà anh chị. Màu vàng, và hiện tại thì cúc nó đang ở trong cái thời điểm mà chúm chím nên là vẫn để ngoài nắng thoải mái. Chỉ này thì tưới nước và nó đến ngày là nó nở thôi. Đến nở bông nó to dần là ok. Nó hơi chật một chút nên Nam không thể đi vào trong nữa chị. Nói chung là cúc rất là đẹp. Mỗi những cái bông, những cái chậu cúc từ 5 đến 600 với cái rất là to luôn chị. Đại thì nghe nói là ở đây thì có những cái chậu cúc mà tới vài triệu luôn, có nghĩa là những cái chậu cúc đại là dành cho những cái ví dụ như cái không gian nó lớn. Ở đây những cái chậu cúc thì to như thế này thì
nhà mình có không gian rộng rộng một chút thì mình bỏ rất là đẹp anh chị nhá. Những cái bông chín chín như này thì khoảng 8 ngày nữa mà. Hôm nay là 22 mà anh chị. Thì những cái chậu này nó rất là vừa đó ha. Rất là đẹp. Những cái chậu mà nhỏ nhỏ như thế này thì chúng ta đây nhỏ nhỏ như thế này thì chúng ta có thể để ở bên ngoài những cái không gian hẹp hơn. Nó 300 mà. Không gian hẹp hơn và có thể để hai bên hiên hiên nhà là rất là ok. Vâng. Ở Ngọc Hồi thì Nam xem những cái video clip trên mạng thì thấy bà con anh chị và các bạn đi mua hoa rồi cây cảnh quất đào mai thì cũng rất là nhiều nhộn nhịp. Ở chỗ Nam thì có vẻ là cái không khí chủ yếu được bây giờ thì bà con anh chị và các bạn còn đang các còn đang bận rộn đi làm, có vẻ như là đang còn bận rộn kiếm tiền cuối năm anh chị ạ. Hoa thì mới lập trưng và chủ yếu thì anh chị và các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ rồi những người đi ngắm và đặc biệt đi chụp hoa Tết ở những cái vườn hoa thế này gì ạ, rất là đẹp ha. Hiện tại thì thấy cái không khí mua sắm hoa Tết thì cũng chưa được tấp nập lắm. Thì chúc anh chị và các bạn có một năm mới tràn đầy niềm vui và an khang thịnh vượng, tiền vô ti tỉ và tiền ra thì di dỉ, sức khỏe bền bỉ và happy new year. Và đừng quên comment cho biết ý kiến anh chị của các bạn bên dưới và like cũng như là đăng ký để ủng hộ kênh của Nguyễn Văn Nam TV. Và xin gặp lại anh chị các bạn ở những video clip tiếp theo. Chúc anh chị và các bạn luôn sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.